Tính năng hẹn hò của Facebook cấm người dùng chụp ảnh hay quay phim màn hình. Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5, người dùng Facebook Việt Nam đã chính thức được sử dụng tính năng Facebook hẹn hò từng được Facebook thử nghiệm gần một năm về trước. Tính năng hẹn hò mới được cho sẽ là đối thủ nặng ký của nhiều nền tảng hẹn hò khác như Tinder, BaDoo. Giống như các ứng dụng hẹn hò hiện đang có mặt trên thị trường, việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng cũng như của đối phương là một trong những điều ưu tiên hàng đầu của Facebook để tạo dựng sự tin tin tưởng của người dùng với tính năng hẹn hò vừa được ra mắt, Facebook đã ngăn chặn người dùng có thể chụp trên quay màn hình khi đang sử dụng tính năng này. cụ thể, khi người dùng bắt đầu vào mục hẹn hò trong menu Facebook và cố gắng chụp ảnh màn hình hoặc quay màn hình, ứng dụng sẽ hiện thông báo nhỏ rằng Hots are not allowed by this app or your organization". ứng dụng hoặc tổ chức không cho phép chụp màn hình. hay "Can't take screenshots due to security policy". không thể chụp màn hình do chính sách bảo mật. Kể cả khi sử dụng ứng dụng quay màn hình bên thứ ba, video hoặc ảnh chụp màn hình cho ra sẽ toàn một màu đen. Mặc dù vậy, có vẻ như việc chặn chụp trên quay màn hình mới chỉ có tác dụng với nền tảng Android, trong khi đó nhiều người dùng iOS cho biết họ vẫn có thể chụp ảnh màn hình một cách hoàn toàn bình thường. Điều này là do Android sử dụng cơ chế bảo mật FLAG_SECURE cho phép ứng dụng có khả năng chặn người dùng ghi lại các dữ liệu có trên màn hình. FLAGSECURE -e thường được sử dụng bởi các ứng dụng cần độ bảo mật cao như các app ngân hàng, BIDV Smart Banking là một ví dụ, hoặc ứng dụng yêu cầu bản quyền như Netflix cũng sử dụng cơ chế tương tự. Đây không phải là lần đầu tiên Facebook áp dụng việc chặn screenshot đối với ứng dụng của mình. Trước đó, sau khi ra mắt tính năng Profile Picture Guard hay còn gọi là khiên avatar, Facebook cũng chặn người dùng chụp ảnh màn hình ảnh đại diện của người dùng đã kích hoạt khiên.